Rồi, chào anh chị, thì hiện tại là mình đã gần hết tháng 1 năm 2022 rồi, gần bước qua Tết Nguyên Đán rồi. Thì những cái mẫu xe nào sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới và những mẫu xe đó có hot hay không? Thì hôm nay em sẽ chia sẻ đến anh chị mình 3 mẫu xe đã cập bến tại thị trường Việt Nam và chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới. Cụ thể là sẽ ra mắt trong quý 1 năm 2022 này. Thì 3 mẫu xe đó là 3 mẫu xe nào? Thì mời anh chị mình theo chân em ạ. À. Rồi, mẫu xe đầu tiên được em chia sẻ đến anh chị mình đó là mẫu xe Honda Civic thế hệ hoàn toàn mới All New 2022 của nhà Honda. Thì hiện tại theo thông tin của tất cả các đại lý trên toàn quốc cũng như là các bạn sale mà em tìm hiểu được, thì hiện tại Civic thế hệ cũ, thế hệ đang bán tại thị trường Việt Nam hiện tại đó anh chị, thì đã còn những cái chiếc xe cuối cùng tại đại lý đang được ký hợp đồng và bàn giao tới khách hàng. Đó là đã lia hết cái tồn kho của cái xe đó. Và nhà máy Honda Việt Nam họ đã hết xe từ rất là lâu rồi, hiện tại thì đại lý vẫn còn tồn thôi. Và nhà máy họ đang đợi đại lý bàn giao và ký hợp đồng những cái chiếc xe của cái mẫu cũ cuối cùng nữa thì họ sẽ ra mắt cái xe Civic All New 2022 này. Thì cái mẫu Civic All New 2022 này đã được cập bến thị trường Việt Nam khá là lâu rồi anh chị, nó đã được đo khí thải cũng như là làm tất cả các hồ sơ giấy tờ bên đăng kiểm xong hết rồi. Bây giờ chỉ chờ cái bản cũ, Civic bản cũ bán hết rồi họ sẽ ra mắt và mở bán cái phiên bản mới này thôi. Thì về cái Honda Civic 2022 này thì trên kênh của em cũng đã có một cái video chia sẻ và đánh giá về cái mẫu xe này. Anh chị hãy tìm lại trên kênh của em hoặc là anh chị mình gõ lên cái thanh công cụ YouTube đó, đó là Civic 2022 giá xe 24 giờ thì nó sẽ ra nha anh chị. Đó. Thì cái mẫu Civic 2022 mới sắp chuẩn bị ra mắt tại thị trường Việt Nam đó, thì theo như chia sẻ của các bạn sale thì nó có khả năng sẽ được ra mắt vào vài ngày tới anh chị, là trước Tết Nguyên Đán luôn, và sẽ được giao những chiếc xe đầu tiên là sau Tết Nguyên Đán. Và cái mẫu Honda Civic 2022 này nè thì nó có cái thiết kế nội ngoại thất và cái phong cách thì nó mang cái hơi hướng hơi giống cái mẫu Honda Accord, là nó hơi cái phong cách nó hơi già hơn cái mẫu cũ chút xíu anh chị. Cái mẫu cũ thì ở thị trường Việt Nam trước đây thì được mệnh danh là xe đua, thì đa phần là các bạn trẻ khoảng tầm dưới 35 tuổi là lựa chọn cái mẫu xe này. Nhưng mà do là khả năng là Honda họ muốn nhận diện thương hiệu của những cái mẫu xe sedan nó giống 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 nhau anh chị, giống như là CT giống giống Civic giống giống Accord nó giống giống nhau á, để tăng cái nhận diện thương hiệu hay sao đó, nên là họ đã thay thế cái mẫu mã này. Và hiện tại những chiếc xe cuối cùng ở cái phiên bản cũ cũng rất được các bạn trẻ đang ráo riết săn lùng tại tất cả các đại lý để mang về cho mình những cái xe mà nó có cái thiết kế thể thao của cái phiên bản cũ, mà rất nhiều người trẻ ở Việt Nam đam mê cái dòng xe này và mệnh danh cho nó là xe đua, và các bạn mua về để độ rất nhiều. Rồi, thì các bạn có mong chờ mẫu xe Honda Civic 2022 này ra mắt không? Và anh chị có đánh giá như thế nào với mẫu xe này so với phiên bản tiền nhiệm cũ đang bán tại thị trường Việt Nam trước đây? Thì hãy cùng nhau bình luận ở phía bên dưới nhé. À, và về giá bán của cái mẫu xe này thì dự đoán nó sẽ bằng cái giá cũ và tăng thêm khoảng 30 triệu nha anh chị. Đó là chia sẻ của các bạn sale. Thì chúng ta chờ đón nó ra mắt thì nó sẽ có một cái giá chính thức. Rồi, cái mẫu xe thứ hai mà em muốn chia sẻ đến anh chị trong ngày hôm nay đó là một cái mẫu xe của một cái thương hiệu lạ tại thị trường Việt Nam, thương hiệu mới anh chị, đó là thương hiệu MG. Thì đầu tiên thì em chia sẻ đến anh chị một chút xíu về cái thương hiệu MG này. Thì cái thương hiệu MG này ở Việt Nam nó khá là lạ, nhưng mà ở trên thế giới và cái lịch sử ô tô xưa giờ thì nó cũng rất là quen thuộc, vì đây là một cái mẫu xe được xuất xứ từ Anh Quốc nhưng mà đã được bán ra Trung Quốc khá là lâu rồi anh chị. Và trước đây thì cũng có một số xe MG được bán tại thị trường Việt Nam là những cái xe mà sản xuất và lắp ráp tại thị trường Trung Quốc và bán tại Việt Nam, thì do là thị trường Trung Quốc nó không có thuộc khối Đông Nam Á nên là nhập khẩu về Việt Nam chiếc xe ô tô nó sẽ bị đội rất nhiều cái thuế phí lên, nên là cấu thành sản phẩm cái xe MG ở Việt Nam nó nếu mà nhập từ Trung Quốc thì nó khá là cao và không bán được, không cạnh tranh được với các mẫu xe khác. Nên sau này thì hãng xe MG họ mở một cái nhà máy ở Thái Lan và những cái linh kiện phụ kiện Trung Quốc họ đẩy qua Thái Lan để ráp thành một chiếc xe MG và bán tại thị trường Việt Nam, vì Thái Lan là một quốc gia Đông Nam Á nên là về Việt Nam cái thuế nó sẽ rất là tốt. Nó thì cái hãng xe này nó đi rất là vòng vòng anh chị. Rồi, thì tại thị trường Việt Nam thì MG được phân phối bởi tập đoàn Tang Trong.
Tập đoàn Tang Chong là một tập đoàn chuyên phân phối về ô tô đa quốc gia có trụ sở chính đặt tại Malaysia. Và nếu anh chị mình có quan tâm về thị trường ô tô tại Việt Nam thì cái tập đoàn Tang Chong này nó cũng không có gì là xa lạ. Thì trước đây tập đoàn Tang Chong là tập đoàn phân phối chính thức cái mẫu xe Nissan tại thị trường Việt Nam, nhưng mà khá là thất bại anh chị. Thì khi Nissan vào tay tập đoàn này phân phối thì hầu như là tên tuổi của Nissan và những cái chiếc xe mới của Nissan bán ra ngoài đường để chạy mà không thấy luôn vậy, doanh số rất là bết bát. Thì sau đó thì Nissan Nhật Bản đã dừng hợp đồng với tập đoàn Tang Chong, và cái mẫu xe Nissan hiện tại đang được một cái công ty con của Hyundai thành công phân phối tại thị trường Việt Nam, và Tang Chong chuyển qua phân phối mẫu xe MG này. Và hiện tại thì tất cả các đại lý của MG nó có mặt rất nhiều trên toàn quốc và đang mở rất là rộng anh chị, rất là khao khát để mở đại lý để bán ra những cái mẫu xe của thương hiệu MG này. Đó, thì quay trở lại thì cái chiếc xe MG chuẩn bị ra mắt tại thị trường Việt Nam đó là mẫu xe MG5. Thì hiện tại mẫu xe này đã được đo khí thải và đang làm thủ tục về các vấn đề đăng kiểm tại thị trường Việt Nam và đã xuất hiện tại một số cảng biển tại thị trường Việt Nam với hai màu trắng và vàng. Thì mẫu xe MG5 này là một mẫu xe sedan có kích thước ở phân khúc hạng C, nó tương đối là to lớn và cồng kềnh giống như là những cái mẫu xe khác ở phân khúc hạng C như là Elantra, Cerato, Civic, Altis. Đó, nhưng mà nó có một cái động cơ anh chị, nó chỉ nằm ở phân khúc B thôi. Tại vì đa phần các mẫu xe sedan ở phân khúc hạng C tại thị trường Việt Nam á, nó sẽ có một cái động cơ từ 1.6 lít trở lên. Nó chỉ có duy nhất là cái dòng xe Mazda 3 ở phiên bản thiếu thì nó có một cái động cơ 1.5 thôi. Thì MG5 cũng vậy, nó sử dụng một cái động cơ 1.5 cho ra công suất đâu đó 113, 114 mã lực gì đó. Thì thậm chí công suất nó còn thua cái mẫu xe sedan hạng B, đó là Honda City. Cũng cùng là máy 1.5 nhưng mà nó tới 119 mã lực. Đó. Thì với một cái kích cỡ ở phân khúc hạng C nhưng mà một cái động cơ ở phân khúc hạng B thôi, thì nên là hãng xe MG cũng như là các đại lý và các bạn sale không tự tin để cho cái mẫu xe này nó nằm ở phân khúc C. Mà khi quảng bá marketing thì các bạn chỉ dám nói đây là một mẫu xe phân khúc B cộng mà thôi. Đó, thì cái mẫu xe này nó có một cái bán dáng vẻ rất là bắt mắt cũng như là option khá là nhiều. Ví dụ như là cửa sổ trời, các công nghệ an toàn, rồi trong phân khúc hạng B C mà có phanh tay điện tử auto hold, có rất nhiều thứ. Thường thì những cái mẫu xe lạ nó thường trang bị option rất là khủng anh chị. Và cái giá bán dự kiến của mẫu xe này thì nó sẽ rơi vào từ 450 triệu đến khoảng 550 triệu hoặc là nhỉnh hơn một chút xíu. Thì nó chỉ bằng những cái xe ở phân khúc hạng B thôi và nó có mang một cái kích thước hạng C. Đó, thì anh chị mình nếu mà cái mẫu xe này ra mắt thì anh chị mình có lựa chọn nó không? Và hiện tại thì em đã thấy những cái bài quảng cáo của sale MG nhận cọc cái mẫu xe MG5 này với số tiền nhận cọc chỉ khoảng từ 5 tới 10 triệu. Và anh chị mình có cái ưu đãi khi nhận đặt cọc á, là có khi xe về đại lý thì anh chị mình sẽ là những người được coi xe đầu tiên nhất nè. Anh chị mình được lựa chọn màu và lựa chọn phiên bản, cũng như là khi mà anh chị mình coi xe xong mà anh chị mình không vừa ý về chiếc xe đó thì là bên hãng và đại lý, bên sale họ sẽ hoàn trả tiền cọc đầy đủ cho anh chị mình. Đó, thì đó là những cái chương trình đặt cọc của MG5. Thì đã có anh chị nào của mình đặt cọc mẫu xe MG5 này chưa? Và anh chị mình có đánh giá gì về mẫu xe này thì hãy cùng nhau chia sẻ và bình luận bên dưới nhé. Rồi, tiếp theo là một cái mẫu xe thứ ba mà em muốn chia sẻ đến anh chị mình, đó là mẫu xe Toyota Veloz, là một mẫu xe phân khúc MPV 7 chỗ bình dân tại thị trường Việt Nam. Thì cái mẫu xe Veloz này cũng đã có một số hình ảnh rò rỉ là đã về tới thị trường Việt Nam rồi và đang trong công đoạn chuẩn bị đi đo khí thải cũng như là làm những thủ tục giấy tờ liên quan về mặt đăng kiểm. Thì mẫu xe Veloz này nếu mà nó ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ là một cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với những cái đối thủ như là ông hoàng ở phân khúc MPV 7 chỗ là Mitsubishi Outlander, Suzuki SL7, đó là những đối thủ ngoài, và cạnh tranh với những đối thủ trong nhà của nhà Toyota luôn, ví dụ như là Toyota Nova hay là Toyota Rush. Đó, thì cái mẫu Veloz này được dự kiến sẽ bán ra với giá niêm yết dao động từ khoảng 600 tới 700 triệu. Đó, và có một số sale và một số đại lý họ bật mí là có khả năng là mẫu Veloz này sẽ được mở bán vào tháng 3 năm 2022 này.
Và nếu mà cái mẫu Veloz này nó giữ nguyên cái option giống như ở thị trường Indo và thị trường Nhật Bản và bán tại thị trường Việt Nam với cái giá dao động từ 600 tới 700 triệu, thì nói thật là cái mẫu xe này vô đối luôn anh chị. Thế đó thì Xpander với XL7 là phải thay đổi mẫu và cũng như là có chính sách giá hợp lý hơn để cạnh tranh, cũng như là Veloz nó sẽ bóp chết luôn những anh em trong nhà của nó như là Rush hay là Innova về cái option cũng như là về cái kiểu dáng và cái giá cả bán ra đó. Thì mẫu xe Veloz này thì nó là cái mẫu xe thay đổi của cái mẫu Avanza tại thị trường nước ngoài, và em cũng có một video chia sẻ và đánh giá về cái mẫu xe này ở trong kênh của em. Nếu anh chị mà tìm không thấy thì anh chị mình có thể search lên kênh công cụ, đó là Toyota Veloz 2022 giá xe 24 giờ, thì nó cũng có một cái video ở trên kênh em đánh giá và chia sẻ đến anh chị mình về cái mẫu xe này đó. Thì anh chị mình có mong chờ cái mẫu xe này về thị trường Việt Nam không? Và nếu mà cái mẫu xe này về thị trường Việt Nam mà nó có một cái option, cái kiểu dáng và một cái giá bán tương đối tốt giống như là cái mẫu xe trước đây đã ra mắt, đó là mẫu xe Toyota Ray, thì với cái thương hiệu Toyota nữa thì có khả năng là Toyota với cái mẫu Veloz này họ sẽ lấy lại được cái doanh số ở phân khúc MPV 7 chỗ bình dân. Rồi thì anh chị mình có đang chờ đợi mẫu xe này về Việt Nam không? Và anh chị mình muốn cái mẫu xe Veloz này được bán ra với giá bao nhiêu? Hãy cùng nhau bình luận bên dưới nhé, để chúng ta có thể chia sẻ và tìm hiểu thêm về cái mẫu xe này. Rồi thì trên đây em đã chia sẻ đến anh chị mình ba mẫu xe có thể được ra mắt trong quý 1 năm 2022 này, và ba mẫu xe này cực kỳ hot. Đó, anh chị mình có ý kiến gì và muốn em làm về cái mẫu xe nào thì hãy cùng bình luận bên dưới nhé. Rồi, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video sau ạ. À.